Ngày 28 tháng 9, một trang báo Trung Quốc đưa tin khán giả Trung Quốc phát hiện hai tác phẩm nổi tiếng thuộc dòng phim cung đấu, Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện bị gỡ bỏ trên các nền tảng xem online. Hiện khi tìm kiếm về Diên Hy Công Lược trên iQIYI, chỉ còn trailer cùng một số đoạn cắt ngắn sót lại. Trong khi đó, Hậu Cung Như Ý Truyện biến mất hoàn toàn trên Tencent. Liên hệ với hai nền tảng phát sóng, phía Tencent từ chối đưa ra phản hồi. Trong khi đó, đại diện iQIYI trả lời do cân nhắc nghiệp vụ. Việc hai bộ phim cung đấu nổi tiếng bị xóa sổ cùng lúc mà không có một lời giải thích hay thông báo khiến khán giả đặt ra nghi vấn. Động thái này được cho là nước cờ đầu tiên của Cục Điện ảnh Trung Quốc sau gần một năm ban hành lệnh cấm phim cung đấu. Sự thành công gây tranh cãi. Thời điểm phát sóng, sức hút của bộ phim Chân Hoàn Truyện sánh ngang với Tây Du Ký 1986 hay Hoàn Châu Cách Cách, hai tác phẩm đình đám của điện ảnh Trung Quốc. Chân Hoàn Truyện có lượt chiếu lại nhiều nhất hàng năm chỉ sau Tây Du Ký 1986. Sau Chân Hoàn Truyện, những bộ phim thuộc thể loại cung đấu như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Bộ Bộ Kinh Tâm, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Mị Nguyệt Truyện tiếp tục ra mắt khán giả và gặt hái được nhiều thành tích về lợi nhuận và rating. Hậu Cung Như Ý Truyện với sự tham gia của Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh cũng không kém cạnh với tổng lượt xem hơn 14 tỷ trong suốt 87 tập phim. Yangcheng Evening News cho biết, một nền tảng mua bản quyền phát sóng Hậu Cung Như Ý Truyện với mức giá ngất ngưởng 9 triệu nhân dân tệ cho một tập phim khi phim còn đang khởi quay. Theo thống kê của Times Weekly, ngoài lợi nhuận bản quyền không công khai, tổng lợi nhuận từ quảng cáo của Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện vượt 200 triệu nhân dân tệ. Những kỷ lục về rating, lợi nhuận khiến nhiều đạo diễn đổ xô vung tiền chạy theo xu hướng. Tuy nhiên, thành công của dòng phim cung đấu lại trở thành cái gai trong mắt các nhà quản lý văn hóa Trung Quốc. Các nhà kiểm duyệt Trung Quốc thường không quá mạnh tay với các hoạt động mang tính giải trí. Tuy nhiên, đó là khi nó không đe dọa đến chuẩn mực xã hội về mặt đạo đức và tư tưởng. Diên Hy Công Lược là một trong những ví dụ điển hình. Chu Anh, giáo sư trường Đại học Hồng Kông Baptist nhận định. Xuyên tạc lịch sử không có giá trị đạo đức. Trước khi bị gỡ bỏ trên các nền tảng xem online, Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện từng bị ngừng chiếu trên sóng truyền hình hồi đầu năm 2019. Thời điểm đó, mạng xã hội truyền tay nhau thông tin về màn cải tổ của Cục Điện ảnh Trung Quốc. Giáo sư Stanley Rosen, chuyên gia người Trung Quốc tại Đại học Nam California chia sẻ trên BBC, Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện đang truyền bá những giá trị lệch lạc. Hai tác phẩm không thể hiện được tinh thần và giá trị cốt lõi mà các nhà quản lý văn hóa Trung Quốc muốn thấy. Theo Beijing Daily, những cuộc chiến tranh giành sự sủng ái hay củng cố quyền lực trong phim cung đấu là tác nhân xấu với xã hội Trung Quốc. Dòng phim đang gián tiếp cổ suý lối sống xa hoa, hào nhoáng của các triều đại phong kiến. Những màn phô diễn sự xa hoa sang trọng trong văn hóa cung đình đi ngược lại với tinh thần lao động cần cù, siêng năng và tiết kiệm mà nhà nước đề cao. Phim cung đấu thậm chí biến những nhân vật như hoàng đế và phi tần trở thành giới thần tượng, mất đi giá trị lịch sử. Mọi thủ đoạn âm mưu đấu đá lẫn nhau không phù hợp với các giá trị cốt lõi theo chủ trương của xã hội. Cuối cùng, các nhà sản xuất dòng phim cung đấu bị cáo buộc coi trọng đồng tiền, quan trọng hóa lợi nhuận hơn việc định hướng tinh thần cho khán giả. Một số tác phẩm vì quá tập trung vào chuyện tình ái, ân oán gia tộc mà quên đi giá trị và phẩm hạnh của con người. Giáo sư Lý Đan Lâm, nữ giáo sư Đại học Truyền thông Trung Quốc nhận định. Theo QQ, cơ quan quản lý văn hóa đã tức nổ mắt khi xem Hậu Cung Như Ý Truyện. Ở đó, vua Càn Long trở thành người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Phụ nữ trong cung chỉ là quân cờ của nhà vua. Cũng trong Hậu Cung Như Ý Truyện, lệnh phi độc ác dùng mọi thủ đoạn để trèo lên chiếc ghế hoàng quý phi. Quay ngược lại với Diên Hy Công Lược, nhân vật này được khắc họa là người đàn bà thông minh, dịu dàng, biết ơn, hiếu nghĩa. Ngay cả Chân Hoàn Truyện, bộ phim tiên phong trong dòng phim cung đấu cũng xây dựng nhiều nội dung gây tranh cãi. Ung Chính, vị hoàng đế nghiêm khắc nhất trong lịch sử văn học nhà Thanh, trở thành người đàn ông ngày đêm hưởng lạc trong hậu cung. Trong cuộc chiến quyền lực, sức mạnh và âm mưu phải nham hiểm hơn đối thủ, phải học cách độc ác hơn đối thủ, có như vậy mới trở thành kẻ bất khả chiến bại. Đây chính là giá trị mà Chân Hoàn Truyện đã truyền tải, Beijing Daily phê phán. Trên TaoTiTao, những cư dân mạng gay gắt hơn chỉ trích dòng phim cổ trang cung đấu chẳng khác nào tuyển chọn kỹ nữ lầu xanh, khán giả ca thán khi những nhân vật lịch sử được thêu dệt thái quá.
Mọi tác phẩm nghệ thuật đều cần tôn trọng lịch sử và mang lại giá trị tích cực trong cuộc sống. Các nhà kiểm duyệt Trung Quốc chỉ mát tay với những bộ phim có tính giáo dục, quảng bá các giá trị cốt lõi trong văn hóa Trung Quốc hoặc truyền tải đúng sự thật. Bà Bania Coese, người đứng đầu của Watson Weibo nhận định. Gỡ trên mạng để bỏ tư tưởng chạy theo tiền. Một nhà phê bình phim có tiếng cho biết, việc gỡ bỏ Diên Hy công lược và hậu cung như ý chuyện trên Internet nằm trong tính toán của Cục Điện ảnh Trung Quốc. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đạo diễn sản xuất phim cung đấu. Dòng phim này cần thay đổi, không được phép xuyên tạc thông tin quá đà, người này nói. Theo phân tích của iFeng, mạng xã hội có sức lan tỏa lớn. Gỡ bỏ các dòng phim cung đấu trên nền tảng xem online là cú đánh mạnh vào tâm lý chạy theo đồng tiền của nhiều nhà sản xuất phim. Hiện Chân Hoàn Truyện có khả năng là cái tên tiếp theo bị xóa sổ. Trước ý kiến Cục Điện ảnh Trung Quốc đang quá khắt khe, một nữ đạo diễn họ Trương cho rằng mục đích của việc chấn chỉnh không cướp đi cơ hội phát triển của bất kỳ một nhà sản xuất, diễn viên thực lực nào. Những bộ phim cổ trang đậm chất lịch sử vẫn được khuyến khích, nhưng bóp méo sự thật lịch sử không phải điều hay ho, cô nói. Bàn về lệnh cấm của Cục Điện ảnh Trung Quốc đối với dòng phim cung đấu, Tống Cảnh, giáo sư thuộc Trường Đại học Trung Văn Hương Cảng đánh giá, nhiều bộ phim cung đấu sở hữu sức lan tỏa mang tính toàn cầu. Việc hạ lệnh cấm có thể tác động tiêu cực đến vị thế của nền điện ảnh Trung Quốc. Tuy mạo hiểm nhưng đây là nước đi cần thiết. Thực tế, nhiều năm qua tại Trung Quốc, dòng phim cổ trang được xem là miếng bánh ngon ai cũng muốn tranh phần. Mỗi năm có hàng trăm dự án được đăng ký xét duyệt và chờ ghi hình, theo Sina. Chính vì vậy, quy định trên làm ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp sản xuất phim ảnh khi nhiều đơn vị chế tác buộc phải thay đổi chiến lược sản xuất và lên sóng. Theo South China Morning Post, lý do phim cổ trang, đặc biệt là phim cung đấu, bị rút khỏi sóng truyền hình là vì gây mất cân bằng và làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội khi cổ suý lối sống xa hoa có nhiều âm mưu thủ đoạn tàn độc. Hơn nữa, các nhà sản xuất phim này bị cáo buộc coi trọng đồng tiền, quan trọng hóa lợi nhuận hơn việc định hướng tinh thần cho khán giả. Một số tác phẩm vì quá tập trung vào chuyện tình ái, ân oán gia tộc mà quên đi giá trị và phẩm hạnh của con người. Theo thống kê của Tân Hoa Xã, do chính sách siết chặt của Tổng cục trong 3 quý đầu năm 2020, số lượng phim cổ trang được đăng ký sản xuất giảm sâu, chỉ chiếm 20% tổng sản lượng. Trong khi đó, không có bất kỳ tác phẩm cung đấu nào được ghi hình. Ngược lại, tỷ lệ phim truyền hình hiện đại có nội dung tươi sáng tích cực được đẩy mạnh sản xuất chiếm 80% thị phần. Theo Sohu, các đơn vị chế tác hiện tại chú trọng 4 phân khúc đề tài gồm dòng phim đô thị hiện đại, nông thôn hiện đại, quân nhân yêu nước và phá án. Làm phim theo tác phong công nghiệp đậm chất xã hội. Tháng 8 vừa qua, 30 chưa phải là hết trở thành bộ phim được quan tâm nhất tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo và các nền tảng video lớn nhỏ, hàng triệu khán giả bày tỏ cảm xúc bình luận về các tình tiết của phim. Phim vốn là dự án nhỏ, diễn viên đều là sao hạng B và không được dư luận để mắt đến ngay từ đầu. Tuy nhiên, nhờ kịch bản tốt, lột tả rõ nét các biến cố phải đối mặt trong sự nghiệp, hôn nhân và tình yêu mà bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy như có mình trong đó, đã giúp tác phẩm đạt được thành công ngoài mong đợi. Nhìn từ cuộc hôn nhân của Cố Giai, Đồng Dao đóng, khán giả sẽ có thêm kinh nghiệm, nhân sinh quan mới về các vấn đề trong cuộc sống, ví dụ lựa chọn làm bà nội trợ đứng sau lưng chồng hay cùng chồng gánh vác công việc, cách giải quyết hôn nhân gặp trục trặc khi xuất hiện người thứ ba. Để tránh việc màn ảnh nhỏ bị khô khan và một màu, dòng phim thanh xuân tiếp tục được nhiều đạo diễn khai thác. Đây vốn là thể loại thu hút công chúng vì tái hiện được không khí học đường và gợi lại những kỷ niệm đẹp trong khán giả về một thời cắp sách đến trường. Tuy nhiên, thay vì đi theo mô típ vốn đã lỗi thời trước đây, hầu như chỉ khai thác duy nhất một chủ đề tình yêu khắc khoải, các đạo diễn đã giảm yếu tố tình cảm, thêm vào đó là nội dung cổ vũ người trẻ phấn đấu cho tương lai, định hướng nghề nghiệp. Loạt phim thanh xuân lên sóng từ đầu năm 2020 như Lề Hấp Đường Phèn, Em Là Người Tốt Nhất Thế Gian, Gửi Thời Thanh Xuân Mỹ Mãn Của Chúng Ta, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đều đi theo đúng xu hướng. Ở dòng phim tình yêu lứa đôi, các nhà sản xuất cũng không còn tập trung khai thác chuyện yêu đương lãng mạn mà sẽ lồng ghép thêm yếu tố yêu vì tương lai, cùng nhau nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống như Tôi Thân Yêu của Lưu Thi Thi, An Gia của Tôn Lệ, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Tiêu Chiến. Một số thể loại phim khác như trinh thám, phá án tiếp tục được khai thác nhưng với nội dung tiết chế, không lạm dụng cảnh bạo lực và máu me.